Nội tiết tố nữ bị rối loạn, bị suy giảm cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như anh chị em mình có những dấu hiệu sau, chị em mình hãy kiểm tra xem mình có những cái dấu hiệu nào hay không nhé. Dấu hiệu thứ nhất đó là kinh nguyệt không đều, lượng kinh ít, kinh thâm đen, vón cục, rong kinh, huyết trắng, khí hơi nhiều. Dấu hiệu thứ hai là bị khó ngủ, mất ngủ, những cái gì xảy ra ở trên đầu mình ngủ không ngon giấc, ngủ hay bị nằm mơ, hay bị bốc hỏa về ban đêm. Dấu hiệu thứ ba vẫn là phần da, da bị khô, bị sạm, dễ nổi mụn, dễ bị nám, tàn nhang. Dấu hiệu thứ tư là cái tinh thần của mình cũng mệt mỏi, uể oải hay bị căng thẳng, stress. Dấu hiệu thứ năm là tay chân của mình bị lạnh, bụng dưới to, viêm nhiễm, các vấn đề về phụ khoa, khô hạn, giảm ham muốn. Và có rất nhiều chị em phụ nữ mình nghiêm trọng đến mức đó là bị lãnh cảm, bị trầm cảm. Tất cả chị em phụ nữ mình đều biết nguyên nhân sinh ra tất cả các vấn đề trên là do khí huyết trong mình, khí huyết trong cơ thể của mình yếu kém, không đủ để chăm sóc nuôi dưỡng lại buồng trứng. Đàn ông làm chủ về khí, phụ nữ làm chủ về huyết, là máu huyết chính là từ cung buồng trứng. Buồng trứng của chị em phụ nữ nó đang già đi nhanh hơn, lão hóa nhanh hơn. Buồng trứng nó không giữ được cái khả năng sản sinh ra nội tiết tố nữ estrogen, tổng hợp lên collagen mỗi ngày cho làn da, khiến da của mình bị xấu. Nếu mà chị em phụ nữ mình để cái tình trạng này diễn ra kéo dài, mình không khôi phục, mình không bổ sung thì cực kỳ nguy hiểm trong việc khó có con, có thể là bị mãn kinh sớm, thậm chí là bị u nang, u sơ, u tuyến giáp, u tử cung, rất là nhiều vấn đề. Vì vậy chị em nhé, nếu mà mình đang bị một trong những cái dấu hiệu này mới có dấu hiệu bị, tức là nội tiết tố bắt đầu bị kém, bị suy giảm, thì mình cần phải lập tức bồi dưỡng lại ngay, tức là mới bị là mình phải phòng ngay, khôi phục ngay lại cái buồng trứng của mình để cho quá trình lão hóa nó chậm lại, kéo dài tuổi thanh xuân, cân bằng ổn định lại cái chu kỳ kinh nguyệt, khiến cho cái nội tiết tố của mình được dồi dào thì da dẻ mới tổng hợp collagen mới tốt được. Vậy thì chị em phụ nữ nhớ nhá, mỗi một ngày hãy sử dụng 4 viên dưỡng nhan vào 8 giờ tối. Đây là giờ của nội tiết thải độc, giờ kinh lạc của nội tiết, để khôi phục lại cái nội tiết này, từ cung này, buồng trứng. Và không thể không nhớ đó là vào buổi sáng sau ăn sáng 30 phút hãy sử dụng canxi hữu cơ sinh vật để nuôi dưỡng lại cái chức năng xưa, nuôi dưỡng lại cái buồng trứng của nó khỏe lại anh chị em nhé.